Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh nấu ăn của Linh. Và hôm nay thì mình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem cách làm món bánh bò rễ tre và được nướng bằng chảo chống dính. Món bánh bò sau khi nướng ra xong thì màu sắc của bánh rất là đẹp, bánh nở rất là cao và cực kỳ mềm mại. Và đặc biệt là bánh có rất là nhiều rễ tre, rất là thơm bé mùi nước cốt dừa và kết hợp cái vị ngọt thanh của nước dừa tươi hòa quyện vào rất là ngon. Cô chú anh chị và các bạn xem clip nếu thấy thích cách làm món bánh bò nướng rễ tre thì hãy vào bếp để cùng làm chung với mình cho vui. Và cũng đừng quên bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Và để làm ra món bánh bò nướng rễ tre thì ở đây mình có chuẩn bị là 200g bột gạo. Và mình sẽ sử dụng bột gạo lọc dạng hạt như thế này thì bánh bò sau khi làm ra xong nó sẽ rất là ngon. Về lượng nước dùng để nhồi bột thì ở đây mình có là 200ml nước dừa tươi và thêm 200ml nước cốt dừa. Mình sử dụng nước dừa tươi để làm bánh bò thì bánh sau khi làm ra xong nó sẽ rất là trong. Và để cho bánh có độ dai ngon hơn thì mình sẽ cho thêm vào 50g bột năng. Và hôm nay thì mình sẽ sử dụng đường phèn để làm bánh và ở đây thì mình có là 150g đường phèn. Thêm nửa muỗng cà phê muối. Và ở đây thì mình có chuẩn bị một bịch men ngọt. Thì men này được bán rất là nhiều ở siêu thị hoặc là ở cửa hàng làm bánh. Men này thì mình không có cần kích hoạt trước. Và ở đây thì mình sẽ sử dụng là 4g men. Và bây giờ thì mình sẽ khoa bột. Mình sẽ cho bột gạo vào trong thau. Rồi kế tiếp thì mình sẽ cho bột năng vào luôn. Sau khi cho bột năng vào xong rồi thì bây giờ mình sẽ cho men vào. Thì bịch men này mình không có cần kích hoạt trước, mình sẽ cho trực tiếp vào trong bột luôn. Bịch men này là 10g, bây giờ thì mình sẽ cho vào 4g. 4g thì tương đương là 1 muỗng rưỡi cà phê nha. Bây giờ thì mình sẽ trộn cho bột và men nó đều lại. Và để cho bột mình nhồi nó mau nổi hơn. Phần nước dừa tươi thì mình cho vào trong nồi rồi mình nấu cho nó ấm ấm lên. Rồi mình cho vào trong bột mình nhồi thì bột nó sẽ mau nổi hơn. Cả nhà mình đừng có nấu nước dừa nó nóng quá nha. Nếu mà nóng quá thì nó sẽ làm cho chết men, là bánh bò của mình nó bị hư đó. Cho nên á mình nấu cho nó ấm tay là mình cho vào trong bột mình nhồi được rồi. Bột thì mình cũng đã trộn đều và bây giờ thì mình sẽ qua nhồi bột. Thì đối với món bánh bò nướng rễ tre thì mình sẽ nhồi bột trong vòng là 30 phút. Mình chịu khó nhồi bột càng lâu thì bánh sau khi làm ra xong sẽ rất là ngon. Bánh nó sẽ nổi lên rất là cao và đặc biệt là rất là nhiều rễ tre. Bột thì nãy giờ mình nhồi khoảng được 20 phút rồi và bột nó rất là dẻo. Và trên bề mặt của bột mình thấy nó xuất hiện rất là nhiều bong bóng nhỏ li ti luôn. Bột của mình như vậy là nó đã nổi rồi đó. Nhưng mà mình sẽ nhồi thêm khoảng 10 phút nữa để cho bánh bò của mình nó được ngon và nhiều rễ tre hơn. Và sau thời gian 30 phút nhồi bột thì thau bột nó cũng đã nổi lên rồi. Mình thấy trên bề mặt của thau bột nó rất là nhiều bong bóng nhỏ li ti luôn nè. Và bây giờ thì mình sẽ dùng cái nắp mình đậy kín cái thau bột này lại. Và mình sẽ ủ bột trong vòng là 1 tiếng đồng hồ để cho bột nó nổi lên gấp đôi. Hôm nay ở dưới quê mình thời tiết nó cũng nắng. Cho nên mình sẽ ủ bột trong vòng là 1 tiếng đồng hồ. Còn nếu mà chỗ cả nhà mình không có nắng thì mình sẽ ủ bột trong vòng là 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Mình ủ đến khi nào mình thấy bột nó nổi lên gấp đôi là được. Bột thì nãy giờ mình ủ khoảng được 30 phút rồi. Và bây giờ thì mình sẽ qua nấu nước đường. Mình sẽ cho hết 150g đường phèn vào trong nồi. Rồi kế tiếp thì mình sẽ cho thêm vào vài cọng lá dứa, một chút xíu muối để cho nước đường nó sẽ được thơm và đậm đà hơn. Cuối cùng mới thì mình sẽ cho hết 200ml nước cốt dừa vào trong nồi luôn. Và bây giờ thì mình sẽ nấu cho đường phèn nó tan ra. Nếu mà cả nhà mình không có đường phèn thì mình có thể sử dụng đường cát cũng được. Hôm nay mình làm bánh bò mà sử dụng nước dừa tươi và đường phèn. Thì cái món bánh bò sau khi làm ra xong có một cái vị ngọt rất là thanh. Nếu mà cả nhà mình muốn cái bánh bò ngọt hơn thì mình có thể tăng cái lượng đường phèn lên. Hôm nay thì mình chỉ sử dụng 150g đường phèn là mình thấy bánh bò nó rất là vừa ăn. Và sau thời gian 1 tiếng đồng hồ mình ủ bột thì bột nó cũng đã nổi lên gấp đôi rồi. Mình dùng cái giá mình múc bột lên thì mình cảm nhận cái bột nó rất là nhẹ và cực kỳ xốp. Bột nó nổi lên như thế này thì chút nữa cái bánh bò nó sẽ rất là ngon. Thì cả nhà xem nè, bột nó cực kỳ xốp luôn đó. Nước đường thì mình để nãy giờ nó cũng đã bớt nóng rồi.
Và bây giờ thì mình sẽ cho nước đường vào trong bột. Sau đó thì mình sẽ trộn cho bột và nước đường nó đều lại. Nước đường này thì mình để nó cũng ấm ấm tay á, cho nên khi mình cho vào trong bột á, thì bột của mình nó sẽ nhanh nổi hơn. Mình đừng có để cho nước đường nóng quá mà mình cho vào trong bột á, thì nó sẽ làm cho chết men và bánh của mình nó sẽ không có nổi. Đó, cho nên mình để cho nước đường nó vừa ấm tay là mình cho vào trong bột của mình trộn đều như vậy là được rồi nè. Bột và nước đường á, thì mình quậy cũng đã hòa tan. Và bây giờ thì mình sẽ dùng cái giá mình đánh bột như thế này nè. Và mình đánh khoảng tầm 5 phút. Mình chịu khó mình đánh bột càng lâu thì cái bánh sau khi làm ra xong nó sẽ rất là ngon. Và rễ chè nó nổi lên rất là cao luôn. Bột thì nãy giờ mình đánh khoảng được 5 phút rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái phần bột này qua bên cái rây để mình lượt lại một lần nữa cho bột nó thật là mịn. Thì bánh bò sau khi nướng ra xong thì bánh sẽ rất là mềm mại và bánh rất là ngon. Và sau khi mà mình rây bột xong rồi thì bây giờ mình sẽ đậy nắp cái xoong bột này lại và mình sẽ ủ bột lần thứ hai. Và ở lần thứ hai này mình sẽ ủ bột trong vòng là 45 phút. Và hôm nay thì mình sẽ nướng bánh bò bằng chảo chống chín. Và ở đây thì mình có sử dụng cái chảo với đường kính là 24 cm nè. Và bây giờ thì mình sẽ quét qua một lớp dầu dừa xung quanh thành chảo. Để chút nữa bánh chín á, mình lấy bánh ra nó rất là bóng mượt và bánh cũng rất là thơm cái mùi dầu dừa. Mình rất là thích làm bánh mà mình cho dầu dừa vào như thế này nè, cái bánh nó rất là thơm. Còn nếu mà cả nhà mình không có dầu dừa thì mình có thể thay thế bằng dầu ăn cũng được. Mình quét xung quanh thành chảo rồi thì bây giờ mình sẽ cho cái chảo chống dính này lên bếp. Và mình sẽ để với lửa nhỏ để cho cái chảo nó nóng lên nha. Và sau thời gian 45 phút ủ bột lần thứ hai thì bây giờ cái thau bột của mình nó cũng đã nổi lên rồi. Đây cả nhà xem nè, phía trên của thau bột nó nổi lên rất là nhiều bọt khí nhỏ li ti luôn. Bột nó nổi lên như thế này thì chút nữa mình nướng bánh bò nó sẽ rất là ngon và bánh có rất là nhiều rễ tre. Và bây giờ thì mình sẽ dùng cái giá mình quậy cho bột nó đều lại nè. Rồi mình sẽ cho cái phần bột này vào trong chảo để mình nướng bánh luôn. Cái chảo nướng bánh thì nãy giờ mình để trên bếp nó cũng đã rất là nóng rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cho hết cái phần bột vào luôn. Sau khi mình cho bột vào trong chảo xong rồi thì mình sẽ đậy nắp lại. Và mình sẽ chỉnh với cái lửa thấp nhất để cho cái bánh của mình nó chín từ từ và nó sẽ được nổi tốt hơn. Bánh bò thì nãy giờ mình nướng khoảng được 10 phút rồi. Và mình thấy phía trên của cái nắp nó đọng lại rất là nhiều hơi nước nè. Mình sẽ dùng cái khăn mình lau cho nó thật là khô. Vì nếu mình không có lau cái hơi nước này á, thì chút nữa cái hơi nước nó sẽ nhiễu xuống cái mặt bánh. Thì nó sẽ làm cho cái mặt bánh của mình nó sẽ không có được đẹp và bánh bò nó cũng không có ngon nữa. Và trong lúc nướng bánh, nếu mình thấy cái nắp nó đọng lại nhiều hơi nước thì mình cứ dùng cái khăn mình lau cho nó khô như cả nhà. Bánh bò thì nãy giờ mình nướng khoảng được 50 phút rồi. Khi mình dở nắp ra, cái bánh bò nó rất là thơm mùi nước cốt dừa. Bề mặt của bánh nó rất là trong và bánh nổi lên rất là cao luôn nè. Đây cả nhà xem phía dưới của bánh nè, có một cái màu vàng rất là đẹp và cực kỳ thơm luôn. Đây cả nhà xem nè, khi mình dùng cái chảo chống dính để mình nướng bánh bò thì bề mặt phía dưới của bánh có một cái màu vàng rất là đẹp luôn và bánh nó cũng rất là thơm nữa. Bây giờ thì mình sẽ lật cái phía bề mặt phía trên xuống mình nướng thêm khoảng tầm 10 phút. Đây cả nhà xem nè, rễ tre nó nổi lên rất là cao luôn. Và sau thời gian 15 phút mình nướng cái bề mặt phía trên của ổ bánh bò thì bây giờ mình sẽ lật lên cho cả nhà cùng xem. Đây cả nhà xem nè, bề mặt phía trên của ổ bánh bò mình nướng nãy giờ nó cũng đã vàng rồi. Bánh rất là thơm luôn. Ổ bánh bò mình làm như thế này á, bánh nó rất là mềm mại. Bánh bò thì mình cũng đã nướng ra xong rồi nè. Mình sử dụng chảo chống dính mình nướng bánh bò. Cái ổ bánh sau khi nướng ra xong màu sắc của bánh rất là đẹp. Và bánh rất là thơm luôn. Với cách pha bột như thế này thì bánh bò sau khi nướng ra xong bánh rất là mềm mại. Và mình có quét một lớp dầu dừa vào trong cái chảo á. Cho nên cái bánh bò nó rất là thơm và bánh rất là bóng mượt nữa. Và bây giờ thì mình sẽ dùng cái kéo mình cắt cái bánh ra nè. Bánh rất là mềm mại luôn.
Bánh bò thì mình cũng đã cắt ra xong rồi nè. Đây cả nhà xem nè, rễ tre nó nổi lên rất là cao. Hôm nay mình sử dụng nước dừa tươi mình làm bánh bò cho nên cái bánh nó rất là trong. Thì với cách làm như thế này á, mình cầm cái bánh bò lên nó rất là mềm mại luôn cả nhà. Và bây giờ thì mình sẽ xé cho cả nhà cùng xem ở bên trong nè. Bánh có độ dai rất là ngon. Đây cả nhà xem nè, bánh rễ tre ngon ghê chưa. Và hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ chi tiết cho cả nhà cùng xem cách làm món bánh bò nướng rễ tre bằng chảo chống dính. Thì với cách làm như thế này thì bánh nổi rất là cao. Bánh cực kỳ mềm mại và rất là thơm mùi nước cốt dừa. Và màu sắc của bánh thì cũng rất là đẹp nữa. Bên trong của bánh thì rất là trong và nhiều rễ tre. Rễ tre nó nổi lên rất là cao luôn. Bánh thì rất là mềm mại, thơm béo mùi nước cốt dừa và có một cái vị ngọt thanh thanh từ nước dừa tươi hòa quyện vào rất là ngon. Món bánh này thì mình cũng đã cho nước cốt dừa rồi, cho nên mình khỏi chấm cùng với nước cốt dừa cũng được. Nếu mà cả nhà mình thích chấm cùng với nước cốt dừa thì mình có thể làm thêm một chén nước cốt dừa để mình ăn cùng với món bánh bò nha. Và clip của mình chia sẻ cách làm món bánh bò nướng rễ tre đến đây là hết rồi. Và bây giờ thì mình xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Cả nhà xem clip nếu thấy thích cách làm món bánh bò nướng rễ tre bằng chảo chống dính thì hãy vào bếp để cùng làm chung với mình cho vui. Và cũng đừng quên bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Và để cho mình có động lực chia sẻ nhiều clip hay hơn cho cả nhà cùng xem. Và bây giờ thì mình xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Xin chào!